Nó đang chạy gặp xe này hết hồn luôn đó bà con. Xin chào cả bạn, mình là Tony đây. Hôm nay mình sẽ đi thành phố Long Xuyên có công việc. Và tình hình là sáng sớm ở miền Tây sương mù như thế này nè, sương mù mù mịt luôn, không thấy cái gì luôn, biết làm sao mà chạy xe được nữa. Giờ thì khá là lạnh, giờ này là 6:25, gần 6:30 rồi mà sương mù này các bạn, mù mịt không thấy một gì hết luôn, rất là ảo diệu. Với cái thời tiết như vậy thì không thể nào mà chạy với tốc độ cao được, rất là nguy hiểm. Anh em lưu ý nha, khi mà đi trong điều kiện thời tiết và sương mù như vậy thì chúng ta nên giữ cái tốc độ an toàn. Đáng lẽ là đúng ra trong cái điều kiện thời tiết mà sương mù như vậy nè thì tất cả mọi xe lưu thông trên đường nên bật đèn pha lên. Ý, bật đèn có chứ. Bật đèn có lên, có nghĩa là bật đèn xe lên để mà cho có thể dễ nhận thấy được. Chứ mà nếu mà không bật đèn thì rất là khó thấy. Thì đa số những chiếc xe mà sản xuất ở nước ngoài là đa số là đèn họ đều sáng là do lý do như vậy, tại vì quốc gia của họ là thường hay xuất hiện sương mù. Ở Việt Nam thì rất là hiếm khi mà xuất hiện sương mù, chỉ là khi vào mùa đông thôi, hay là một số vùng đặc biệt như Đà Lạt thôi thì mới có sương mù. Thì chính vì điều đó mà hiện tại thì những chiếc xe mới của Honda đa số là như là những dòng xe như là SH hay là Black đời mới hay là Winterfit thì đều không có công tắc tắt đèn, là tại vì để cho những người dân cũng thói quen có là khi mà đi vào buổi sáng hay là ban ngày thì vẫn có đèn để mình bị xe, để tránh những tình huống mà không nhìn thấy xe khi mà dù như có sương mù vậy hay là mưa lớn các kiểu. Vì người dân Việt Nam ấy hay có cái xu hướng là sợ hư đèn, không dám bật, ít xài thì đèn sẽ lâu hư hơn. Mình thấy cái việc mà có một tắt đèn đó thì nó cũng rất là tốt. Tuy nhiên thì khi mà đi tới những cái quán nhậu á, thì một số thanh niên thì lại cho rằng là không tắt đèn pha để mà rọi vô mặt như vậy thì kiểu như là láo hay gì đó không biết. Thì theo như mình thấy á, thì cái việc mà việc đó là không đúng, vì cái đèn xe người ta đâu có tắt được đâu mà các bạn cứ tắt thì các bạn cũng phải thông cảm cho những người đang chạy xe mà không tắt đèn được, xe nhập không tắt được nè. Thank you.
chạy gặp xe này hết hồn luôn đó bà con. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo.